Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, cậu nhỏ là một trong những bộ phận mà đàn ông rất quan tâm bởi vì nó có rất nhiều chức năng, nhiệm vụ và vai trò khác nhau nhưng đều rất quan trọng của nam giới. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người đàn ông nào cũng biết cách để chăm sóc công cụ quan trọng này của mình để nó luôn khỏe mạnh và duy trì được khả năng chinh chiến trong mấy chục năm trời. Trong video ngày hôm nay thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những thói quen để duy trì sức khỏe của cậu nhỏ dành cho nam giới quý vị nhé. Thói quen thứ nhất đó là hãy tắm rửa thường xuyên. Cậu nhỏ là cơ quan duy nhất trong cơ thể nam giới phát triển bên ngoài cơ thể. Nó có một lượng lớn mồ hôi và tuyến mã nhờn được bao quanh bởi những bụi lông rậm rạp, khiến nó trở thành ngôi nhà lý tưởng cho vi khuẩn và nấm. Hơn nữa, nhiều chàng trai có những khiếm khuyết hoặc hẹp bao quy đầu, các lớp nếp gấp là nơi trú ngụ của bụi bẩn, vi khuẩn và cũng dễ bị nhiễm trùng như nấm mốc hoặc ký sinh trùng Trichomonas. Khi quan hệ chăn gối, vi khuẩn trong các vị trí này trên thân cậu nhỏ sẽ xâm nhập vào bộ phận sinh dục của bạn gái, có thể khiến cho người nữ bị viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và các bệnh sinh dục khác. Vì vậy, việc vệ sinh công cụ đàn ông thường xuyên là rất cần thiết. Cần lưu ý rằng bộ phận này nói chung rất mỏng manh nên đàn ông chỉ cần rửa sạch bằng nước là đủ. Đừng nên sử dụng các loại nước tẩy rửa có axit hoặc các loại xà phòng bông sẽ gây ra những phản ứng không mong muốn. Thứ hai, đó là đừng bỏ qua bất kỳ cục hoặc mụn nước nào mà mọc trên cậu nhỏ. Nếu có một số những cái hạt nhỏ trên công cụ sinh dục nhưng bạn không cảm thấy ngứa ngáy hay là đau đớn và trông không có gì lạ thì đó có thể là phát ban dạng hạt ngọc hoặc do tuyến bã nhờn gây ra. Khi cậu nhỏ được vệ sinh sạch sẽ một cách thường xuyên thì các cái triệu chứng sẽ dần biến mất. Tuy nhiên, nếu một cái mụn nhỏ xuất hiện trên đầu, thân hoặc gốc cậu nhỏ và gây đau, ngứa hoặc là nó có cái hình dạng bất thường thì đó có thể là một bệnh nguy hiểm như viêm bàng quang, mụn cóc sinh dục, thậm chí là giang mai. Gặp những cái trường hợp như thế này thì tốt nhất là nên mạnh dạn đi khám da liễu hoặc nam khoa. Bởi vì quý vị biết rằng là một số những cái bệnh lây qua đường sinh dục rất khó để chữa trị hoặc chữa muộn thì sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng như là vô sinh chẳng hạn. Nhiều đàn ông thường ngại ngùng, xấu hổ khi đi khám những cái bệnh mụn kín. Tuy nhiên thì đây là một cái thói quen có hại rất lớn. Thứ ba là không để cậu nhỏ trong môi trường ẩm ướt. Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi hoặc thời tiết nóng ẩm thì vùng kín này sẽ dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Theo thời gian, bạn không chỉ bị viêm quy đầu mà nó còn có mùi hôi rất là khó chịu. Khi vùng kín có mùi hôi, ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của đàn ông. Ngoài ra thì cái việc mà mặc quần chật trong thời gian dài cũng sẽ khiến cho vùng kín ở nhiệt độ cao và môi trường chèn ép khiến nhiệt độ tăng cao, khiến cho vùng kín bị đổ mồ hôi ẩm ướt. Vì vậy, chúng ta nên chọn những chiếc quần rộng rãi, thoáng mát, tránh ngồi lâu và chú ý giữ gìn vệ sinh các bạn nhé. Thứ tư là bảo vệ vùng kín khi tập luyện thể thao. Trong các môn thể thao đối đầu căng thẳng như bóng rổ, bóng đá, nếu không chú ý bảo vệ cậu nhỏ sẽ dễ bị tổn thương. Vì vậy, đàn ông cần phải bảo vệ công cụ quan trọng của mình trong quá trình tập luyện. Và không chỉ những môn thể thao va chạm hay đối đầu như thế này, mà một số môn thể thao như đi xe đạp, nếu đạp xe quá lâu hoặc ngồi không đúng chỗ thì sẽ gây những rắc rối không nhỏ. Thứ năm, đó là tuyệt đối tránh việc thường xuyên quan hệ tình dục nhưng không xuất. Một số chàng trai cho rằng cố tình không xuất trong thời gian dài có thể bảo toàn được năng lượng tốt hơn và kéo dài thời gian.
nhưng điều này cũng có thể dẫn đến viêm tuyến tiền liệt. Trên thực tế, việc xả nòng nọc đúng cách có thể giúp thông đường ống, đóng vai trò làm sạch và còn có lợi cho sức khỏe của cơ quan sinh sản. Hầu hết những người đàn ông lớn tuổi bị viêm tiết niệu hoặc một số viêm khác có liên quan đến việc ngừng quan hệ chăn gối. Khi không quan hệ chăn gối và không xuất thì ống dẫn tinh có thể bị viêm nhiễm do không thường xuyên được làm sạch. Chúng ta chỉ cần hình dung cái ống dẫn nước, nếu nước chảy đều đặn thì bên trong ống sẽ sạch sẽ. Nhưng bỏ không một thời gian thì nó sẽ rất bẩn và rong rêu, bụi bặm bám đầy bên trong, đúng không ạ? Vì vậy, làm tình và xuất là cách rất tốt để cậu nhỏ khỏe mạnh, quý vị nhé. Thứ sáu, đó là đừng lạm dụng thuốc điều trị rối loạn cương dương. Có rất nhiều đàn ông hiện nay bị yếu sinh lý, khó cương dương và phải dùng đến một số loại thuốc để kích cho công cụ cương cứng. Nhưng đây không phải là một cách tốt nhất nếu như bạn đang còn trẻ tuổi. Nguyên tắc hoạt động của các loại thuốc cường dương là làm giãn thành mạch máu và tăng lưu lượng máu vào cậu nhỏ để duy trì trạng thái cương cứng. Nó là một loại thuốc thường kê theo toa và có một số điều kiện nhất định trước khi có thể sử dụng. Vì vậy, nếu bạn phụ thuộc quá mức vào những cái loại thuốc này, cuối cùng có thể gây ra rối loạn chức năng nghiêm trọng hơn ban đầu khi bạn ngừng sử dụng thuốc. Thứ bảy, đó là sử dụng chất bôi trơn tùy theo hoàn cảnh khi làm tình. Nếu vùng kín của nữ giới tương đối khô nhưng đàn ông lại dùng sức ép vào thì trước tiên đối phương sẽ bị đau, sợ hãi và sau đó thì cậu bé sẽ bị tổn thương. Ở mức độ nhẹ có thể khiến bao quy đầu bị rách, nhưng ở mức độ nặng có thể khiến dây cơ cậu bé bị đứt. Tất nhiên hiếm khi có trường hợp này xảy ra. Tuy nhiên thì để phòng tránh thì khi làm tình, đàn ông cũng cần sử dụng chất bôi trơn tùy theo tình trạng khô hạn của bạn gái. Cuối cùng đó là tránh thực hành các tư thế quan hệ quá khó. Đàn ông là tín đồ của những bộ phim nhạy cảm hạng nặng của phương Tây và khi xem xong thì thường tò mò muốn áp dụng một số tư thế mà trong phim đã được xem. Nhưng đây là một tai hại nghiêm trọng. Các bạn biết rằng là tất cả những cái hình ảnh trong phim đều được dàn dựng. Những tư thế khó thực ra đó là do góc quay của máy quay tạo nên. Hoặc nếu không ấy, thì cũng là do các diễn viên chuyên nghiệp họ đóng. Mục đích là mang đến sự kích thích cao độ cho người xem. Nhưng nếu ở ngoài đời thực, nếu mà áp dụng cho mình thì cậu bé rất dễ bị gãy hoặc cong dẫn đến phải phẫu thuật rất phức tạp và đau đớn. Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra và phải can thiệp gấp bằng y học. Ngoài ra, nếu để cậu bé thường xuyên chịu một sức đè quá nặng sẽ dễ gây viêm cơ sơ, gây đau nhức các mô tại chỗ. Quý vị nào đã trải qua tình trạng này thì chắc chắn sẽ hiểu được. Không nên đánh đổi 10 giây sung sướng để đổi lấy cả phần đời còn lại trong ân hận và đau đớn. Quý vị và các bạn thân mến, ở những điều mà Khánh Ngọc vừa chia sẻ có rất ít người chia sẻ cho quý vị biết. Và dù là quý vị là thanh niên, trung niên hay người cao niên thì đều phải chú ý tới những phương pháp đơn giản này để cậu nhỏ luôn khỏe mạnh. Nếu quý vị biết được số lượng các bệnh nhân mỗi ngày tới bệnh viện để thăm khám sức khỏe của bộ phận quan trọng này thì Khánh Ngọc tin rằng quý vị sẽ chú ý quan tâm tới nó nhiều hơn để không phải xách nó tới bệnh viện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay của Khánh Ngọc xin được phép kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại!